Học thiết kế đồ họa thì lương khoảng bao nhiêu? Kể cả những bạn trong nghề bây giờ làm thiết kế đồ họa khoảng 3 đến 5 năm vẫn chưa nhận ra được là lương của mình bao nhiêu cho đủ. Thì theo mình nghĩ là cái lương thiết kế đồ họa là do cái năng lực của các bạn. Tại vì nếu mà các bạn học thiết kế đồ họa, các bạn chỉ được thiết kế được những banner, poster thông thường hoặc là những cái logo rất là đơn giản, không có tính chuyên sâu, và các bạn không giỏi kỹ năng khác ngoài cái kỹ năng thiết kế. Ví dụ các bạn phải giỏi thêm kỹ năng đàm phán, kỹ năng marketing, nhìn nhận về thị trường, và cái lương của các bạn nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đâu phải là các bạn kỹ thuật các bạn giỏi mà tự dưng người ta trả lương cho các bạn như vậy đâu. Các bạn phải biết cả PR bản thân nữa. Vậy nên là khi các bạn học giỏi kỹ thuật rồi, các bạn phải biết cả PR bản thân và nhìn nhận như thế nào cho đúng với cái giá trị mà mình bỏ ra. Các bạn thiết kế cùi bắp hoặc các bạn kỹ năng bạn kém quá, các bạn đòi lương cao cũng không được. Mà các bạn thiết kế rất là giỏi nhưng các bạn không biết marketing bản thân và không biết PR cái skill của mình nên thì lương của các bạn vẫn trung bình thấp thôi. Vậy nên là cái lương thiết kế đồ họa tùy theo cái năng lực và cái kỹ năng mềm của bạn đến đâu nhé, và cái hiểu biết ngoài cái kỹ năng nữa chứ không phải mỗi là kỹ năng thiết kế. Đấy là theo quan điểm của mình như vậy. Còn nếu các bạn có quan điểm nào khác thì các bạn cứ comment xuống bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình là Thiên Hiếu Nguyễn.